Premier League đang đi đến những vòng đấu cuối cùng của năm 2021 và nhà vô địch lượt đi đã được xác định, đó là Manchester City. Tuy nhiên, nữ xanh thành Man sẽ phải đối đầu với một thử thách đáng gờm là Arsenal ở ngay lượt trận đầu tiên của năm mới. Trong khi đó, cách không xa sân vận động Emirates, người hàng xóm và cũng là đại kẻ địch Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Liverpool trong lượt trận đầu tiên của năm mới. Một cuộc nội chiến top 4 thực sự hấp dẫn để mở ra một năm 2022 bội thực với các fan của môn thể thao vua. Và trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn sơ qua tình hình nhân sự, phong độ của cả bốn đội bóng và dự đoán về kết quả của hai cặp đấu này. Arsenal, Man City, pháo thủ và hy vọng cản bước cầu máy hủy diệt. Cặp đấu đầu tiên trong video hôm nay và cũng là trận sớm nhất của vòng 21 sẽ là cuộc đại chiến giữa Arsenal và nhà vô địch lượt đi Manchester City tại Emirates. Pháo thủ đang cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng trong vòng khoảng hơn một tháng trở lại đây, khi họ có được 12 điểm tối đa sau 4 vòng đấu gần nhất kể từ sau trận thua trước Everton. Sự vắng mặt của Aubameyang có vẻ như không mang lại quá nhiều vấn đề cho Mikel Arteta. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha dường như đã tìm ra được công thức để các ngôi sao có thể xuyên phá hàng thủ đối phương. Sau thất bại trước Everton, Arsenal đã biết cách ghi ít nhất 2 bàn vào lưới đối thủ, bất kể là chơi tại Emirates hay phải đi xa nhà. Đáng kể nhất là chiến thắng 5 sao trước Norwich ngay tại Carrow Road. Những thành công gần đây của Arsenal có công rất lớn từ những ngôi sao trẻ tuổi, tu thủ thành Ramsdale, hàng thủ với sự trấn giữ của Tomiyasu, Ben White, Gabriel và Tierney. Bukayo Saka, Martinelli đang là những mang non cực kỳ sáng giá hàng tiền vệ và hàng công. Trong khi đó, Martin Odegaard đang là người chịu trách nhiệm cho những đường truyền xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Tiền vệ người Na Uy đang chứng tỏ cho mọi người thấy rằng anh là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu thời điểm này. Odegaard đã góp công vào 3 bàn thắng của Arsenal trong 2 chiến thắng gần nhất trước Leeds United và Norwich. Chắc chắn, cầu thủ mã số 8 chính là Keith Layer trong nhiệm vụ xuyên thủng hàng phòng ngự của Man City. Tuy nhiên, mặc cho Arsenal đang có chuỗi phong độ ấn tượng trong vòng 1 tháng trở lại đây và có màn chạy nước rút cực kỳ ngoạn mục về điểm số, nhưng thật khó để nói Arsenal có thể đánh bại City trong màn đối đầu này dù có lợi thế sân nhà. Đoàn quân của Pep cũng đang cho thấy một phong độ hủy diệt bất kể đối thủ của họ có lại. Kể từ thất bại khó tin trước Crystal Palace, Man City đã nhanh chóng chứng minh đó chỉ là tai nạn bằng những chiến thắng liên tiếp cho đến sau vòng đấu thứ 20 và ẵm luôn danh hiệu vô địch lượt đi. Và có vẻ như càng thi đấu, hàng công của Man City càng được thông nồng hơn. Bằng chứng là trong 3 chiến thắng gần nhất, họ đã nạo tới 17 bàn vào lưới đối thủ và chỉ để lọt lưới có 3 bàn. Hơn thế nữa, City đang bay rất cao nhờ phong độ cho sáng của Bernardo Silva. Tiền vệ người Bologna đang có một mùa giải hay nhất kể từ khi chuyển đến Etihad. Chỉ trong 18 lần ra sân ở mùa này, Bernardo Silva đã có được thành tích ngang bằng với cả 36 trận ở mùa 2018-2019. Chuỗi thành tích ấn tượng này là màn khẳng định không thể đanh thép hơn cho những nghi vấn Bernardo sẽ rời nước Anh sau thành tích nghèo nàn của anh ở mùa trước. Chắc chắn cuộc đối đầu này sẽ là màn so tài vô cùng hấp dẫn giữa hai cá nhân đang lên của cả hai đội, Bernardo Silva, Martin Odegaard. Thêm một yếu tố nữa để nhiều người tin rằng đội khách có thể đánh bại Arsenal bất chấp phải thi đấu xa nhà, đó là Pep Guardiola, huấn luyện viên trưởng của Mikel Arteta khi cả hai cùng làm việc ở Man City. Dù đã nhiều lần chạm trán với nhau, nhưng có vẻ như Arteta vẫn chưa tìm ra được cách để đánh bại huấn luyện viên cũ của mình. Lối chơi mà cựu tiền vệ người Tây Ban Nha áp dụng lên đội chủ sân Emirates mang đậm trứng kiểm soát bóng và thi triển bằng những đường truyền ở tốc độ cao. Vì thế, nếu phải đụng độ với đội bóng thành thạo hơn trong phương pháp của chính mình, thật khó để Arsenal có thể giữ 3 điểm ở lại thủ đô. Trong cuộc đối đầu lần thứ 205 này của hai câu lạc bộ trên mọi đấu trường, Man City sẽ mang đến một đội hình cực mạnh khi không có một cá nhân nào vắng mặt vì chấn thương. Vẫn là Ederson trong khung gỗ, hàng tứ vệ sẽ là sự góp Marco Zinchenko cánh trái, bộ đôi trung vệ Ruben Dias, Laporte và trung tâm cánh phải sẽ được đảm nhiệm bởi João Cancelo. Hai tiền vệ rất có thể là Rodrigo và Bernardo Silva chơi thấp, trong khi ba cầu thủ chơi cao hơn là Sterling, De Bruyne, Mahrez. Tất cả sẽ cùng hỗ trợ cho Gabriel Jesus, cầu thủ đang được đặt một dấu hỏi khá lớn về phong độ của anh trong mùa này. Còn về phía đội chủ nhà, có lẽ Arteta không có lý do gì để thay đổi 11 con người đó làm nên chiến thắng đậm nhất của đội chủ sân Emirates trong mùa này. Vẫn là Ramsdale trấn giữ khung thành, Tierney, Gabriel, Holding, Ben White sẽ là lá chắn thép của đội chủ nhà trước hàng công cực kỳ mạnh của Man City. Granit Xhaka, người đã bị đuổi trong trận lượt đi tại Etihad, sẽ cùng với Thomas Partey bảo vệ tuyến giữa. Đây được xem là cơ hội để tiền vệ người Thụy Sĩ chuộc lại những sai lầm của anh trong trận lượt đi. Martinelli, Odegaard và Xhaka sẽ đảm nhận vị trí bơm bóng cho trung phong Lacazette. Với lực lượng và phong độ hiện tại, Man City nhiều khả năng sẽ nâng điểm số của họ lên thành 50 sau cuộc đối đầu này, từ đó tạo ra áp lực buộc phải thắng lên đội bóng của Jurgen Klopp. Chelsea, Liverpool quyết đấu cho trận cầu 6 điểm.
Bây giờ hoặc không bao giờ, đó có lẽ là tôn chỉ của cả Liverpool và Chelsea để có thể duy trì được thế bám đuổi với nữ sân thành Manchester. Chiến thắng 3-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Chelsea bằng điểm với Liverpool sau khi đội bóng thành phố cảng đã thua với tỷ số tối thiểu trước Leicester, mà trận đấu này còn đánh dấu tiền đạo đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ Lukaku nổ súng trở lại và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Đây được xem là một bước giải đà tương đối ổn để tiền đạo người Bỉ có thêm sự tự tin để có thể xuyên thủng màn lưới của Alisson Becker. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một sự thật rằng The Blues đang trải qua chuỗi trận không thành công trong tháng vừa rồi. Họ để hòa Burnley, Manchester United, Everton, Hull và đối thủ West Ham. Vấn đề của Chelsea tập trung khá nhiều ở hàng phòng ngự, không phải là cách tổ chức lối chơi mà là ở sai lầm cá nhân. Những sai lầm của thủ thành Mendy trong trận thua West Ham, tình huống đó bóng hụt của Saul Newgate dẫn đến bàn thắng gỡ hòa cho Everton, hay pha mất bóng tai hại của Jorginho trong cuộc đối đầu với Man United đã khiến cho đoàn quân của Thomas Tuchel mất điểm khá đáng tiếc. Sự vắng mặt của Angelo Conte phần nào làm giảm đi sự tập trung của các cầu thủ trong nhiệm vụ phòng ngự, vì Conte thường quán xuyến một khu vực khá rộng ở khu trung tuyến và sửa sai cho các đồng đội. Vai trò của Conte còn quan trọng hơn trong thế trận mà Chelsea thi đấu áp đảo. Một tình huống phản công của đối thủ cũng đủ làm cho một Chelsea không có Conte dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, Conte đã trở lại trong hai trận gần nhất và Chelsea đã thi đấu tốt lên thấy rõ trong khâu phòng ngự. Liverpool cũng đang trong hoàn cảnh tương tự với Chelsea khi trận hòa vừa rồi trước Tottenham và thất bại trước Leicester đã khiến cho họ bị bỏ xa tới 6 điểm. Hàng thủ dâng cao từ lâu luôn là điểm yếu của The Kop và đối thủ dường như đã nhận ra được điểm yếu này. Thêm vào đó, sự vắng mặt của đội trưởng Van Dijk trong một vài trận đấu đã khiến cho hàng thủ của Lữ đoàn đỏ mong manh hơn rất nhiều. Nhìn lên hàng công, Liverpool vẫn đang đều đặn nhả đạn với sự xuất sắc của Salah trong suốt thời gian vừa qua, cho đến trước tình huống thực hiện pha penalty khổng ăn, và Diogo Jota đang phần nào khiến người hâm mộ Lữ đoàn đỏ tạm quên đi Firmino. Và tiền đạo người Borussia cần phải duy trì được phong độ ghi bàn này để giúp Liverpool có được bao điểm trong chuyến hành quân đến London. Về đội hình ra sân, Liverpool chắc chắn sẽ bị tổn thương rất nhiều về mặt lực lượng khi hai trong số ba nhân tố chủ chốt ở hàng công của họ là Salah và Mane đều phải hoàn thành nhiệm vụ quốc gia. Đây là thời điểm không thể nào hợp lý hơn để Jurgen Klopp phô diễn khả năng xoay tua đội hình của ông. Alisson Becker chắc chắn vẫn là cái tên trong khuôn gỗ. Bộ tứ vệ quen thuộc Arnold, Van Dijk, Matip và sự trở lại kịp thời của Robertson sau án treo giò. Hai tiền vệ 4 người có thể sẽ được sử dụng thay vì 3 người như thường lệ. Bộ tứ Henderson, Fabinho, Chamberlain, Elliot có thể là phương án hợp lý hỗ trợ cho bộ đôi Divock Origi và Diogo Jota. Trong khi đó, đội chủ nhà tiếp đón Liverpool mà không có sự phục vụ của Ben Chilwell. Thủ môn vẫn là Mendy, bộ ba trung vệ khả năng cao vẫn là Rudiger, Thiago Silva và Chalobah. Marcos Alonso và Reece James sẽ là hai wingback của Chelsea, trong khi bộ đôi Jorginho và Conte sẽ đảm nhận vai trò ở vùng tròn trung tâm. Mason Mount cùng với Hakim Ziyech sẽ có nhiệm vụ bơm bóng cho đội trưởng Mỹ Pulisic chơi cao nhất, hoặc có thể là tiền đạo cắm Lukaku. Với việc cả hai đều áp dụng lối đá pressing tầm cao và tấn công nhiều từ hai biên, đặc biệt là hai cặp wingback Reece James, Alonso và Arnold Robertson, đây chắc chắn sẽ là một màn đôi công mãn nhãn. Nhưng có lẽ Chelsea sẽ tận dụng được lợi thế sân nhà và sự vượt trội về mặt chất lượng đội hình để giữ lại 3 điểm ở London. Một tuần tràn ngập bóng đá đang đến và chúng ta sẽ được chứng kiến hai cuộc đối đầu nảy lửa ở thành London. Cả hai cặp đấu không chỉ là những màn so tài của các ngôi sao nhằm khẳng định bản thân ở các trận cầu lớn, mà còn là cuộc chiến giữa những cái tên trên bàn ghế chỉ đạo. Mikel Arteta đang cố gắng tìm cách đánh bại huấn luyện viên cũ Pep Guardiola, trong khi hai chiến lược gia người Đức sẽ khẳng định xem triết lý bóng đá của ai tốt hơn. Còn theo bạn, bạn dự đoán như thế nào về cuộc nội chiến top 4 này? Đừng quên để lại comment của mình ở bên dưới video. Đây cũng có thể là chiếc video cuối cùng khép lại năm 2021. Toàn bộ ekip cả bóng đá chúc cho anh em đội bóng thân thương thật nhiều sức khỏe, giữ cho mình một tinh thần luôn khỏe mạnh, bình an để đón chào những điều mới mẻ trong năm 2022. Xin hẹn gặp lại vào năm sau.